Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc chiếc giày hở mũi dành cho bé gái từ 6 tới 9 tháng. Chiếc giày này mình sử dụng 3 màu len. Một là màu của giày, hai là màu của phần đế bên trong và thêm một chút màu xanh để làm phần lá. Các bạn chuẩn bị kim móc 3,5 mm, nút áo để làm phần nhụy hoa và kim gài đánh dấu. Ngoài ra các bạn chuẩn bị thêm súng bắn keo để mình đính cái phần hoa này vào trong giày. Nếu như các bạn không có súng bắn keo thì các bạn có thể dùng chỉ để khâu vào cũng được. Đầu tiên mình sẽ móc phần đế giày. Đế giày mình móc 2 miếng, một miếng là màu của giày và một miếng là phần lót bên trong. Hai miếng này các bạn móc bằng nhau và sau khi chúng ta móc 2 miếng đế thì chúng ta sẽ ráp lại. Với size giày cho bé từ 6 tới 9 tháng thì mình sẽ móc 14 mũi bính. Bỏ qua một mũi đầu tiên, các bạn sẽ móc vào mũi thứ hai. Chúng ta móc 3 mũi đơn vào trong mũi thứ hai này. Tiếp tục móc 5 mũi đơn vào 5 mũi bính tiếp theo. Một mũi nửa kép vào mũi tiếp theo. Năm mũi kép vào năm mũi tiếp theo. Mũi cuối cùng chúng ta sẽ móc vào 7 mũi kép. Các bạn móc 7 mũi vào cùng một chân này. Theo mình sẽ móc vào phần phía bên này của dây bính. Các bạn sẽ móc 5 mũi kép. Một mũi nửa kép. Và 5 mũi đơn.
còn một mũi ở cuối này, chúng ta sẽ không móc. Và hàng tiếp theo chúng ta sẽ móc. Móc luôn vào trong mũi đầu tiên của hàng thứ nhất này. Mình không kết hàng mà mình sẽ móc vào mũi đầu tiên này luôn. Thì hàng thứ hai chúng ta sẽ móc hai mũi đơn vào cùng một chân, lặp lại 3 lần. Sau khi móc mũi đầu tiên, chúng ta sẽ dùng kim gài để đánh dấu lại cho khỏi nhầm. Đây là mũi đầu tiên của hàng thứ hai. Các bạn móc hai mũi đơn vào cùng một chân 3 lần như vậy. Tiếp tục móc mũi đơn vào 12 mũi tiếp theo. Hai mũi đơn vào cùng một chân, lặp lại 5 lần. Và móc mũi đơn vào 12 mũi tiếp theo. Hàng thứ ba, chúng ta sẽ móc mũi nửa kép. Các bạn gỡ phần kim đánh dấu này ra để móc mũi đầu tiên của hàng thứ ba vào trong phần mũi đánh dấu này. Chúng ta móc một mũi nửa kép. Móc hai mũi nửa kép vào cùng một chân tiếp theo. Tiếp tục một mũi nửa kép. Hai mũi nửa kép vào chân tiếp theo. Một mũi nửa kép. Hai mũi nửa kép vào chân tiếp theo. Như vậy chúng ta có 3 lần lặp lại. 1 mũi nửa kép, 2 mũi vào trung chân tiếp theo. Chúng ta có 3 lần như vậy. Sau đó các bạn sẽ móc tiếp mũi nửa kép vào 12 mũi. Phần trên này chúng ta cũng móc một mũi nửa kép, hai mũi nửa kép vào chân tiếp theo, lặp lại 5 lần.
một mũi nửa kép, hai mũi chung một chân, một mũi, hai mũi chung một chân. Một mũi, hai mũi chung một chân. Các bạn lặp lại cho đủ 5 lần. Và móc 12 mũi nửa kép cho tới hết. Sau đó, chúng ta sẽ móc thêm 2 mũi đơn. 2 mũi đơn chung một chân, lặp lại 3 lần. 1 2 2 mũi chung một chân. Tiếp tục. 1 mũi đơn. 2 mũi đơn. 2 mũi chung một chân. Một mũi đơn, hai mũi đơn, hai mũi chung một chân. Và chúng ta chỉ móc như thế này thôi. Sau đó các bạn sẽ cắt len. Ở đây mình không kết thúc bằng mũi trượt nha các bạn, mà mình sẽ cắt len và mình kéo ra luôn. Mình sẽ kết như sau. Các bạn đâm kim vào mũi tiếp theo từ dưới lên trên. Sau đó chúng ta sẽ lấy xuống. Các bạn đâm kim ngược lại vào mũi cuối cùng cũng từ dưới lên trên, nhưng chỉ qua một sợi này thôi. Một sợi bên trong này thôi. Không đâm kim qua cả mũi mà chỉ đâm kim qua một sợi bên trong này. Và chúng ta lấy cái sợi này ngược qua. Như vậy là chúng ta đã kết thúc. Và các bạn thấy trên bề mặt thì cái mũi kết thúc này nó cũng giống như những cái mũi mình móc bình thường. À, chúng ta sẽ giấu cái phần sợi thừa này vào bên trong này. Các bạn không cần giấu kỹ, chúng ta chỉ cần giấu vào trong một chút thôi. Các bạn sẽ móc hai miếng đế giống như thế này. Và sau đó chúng ta sẽ đặt hai miếng đế chồng lên nhau, mặt trái úp vào trong, hai mặt phải ở hai bên ngoài. Và chúng ta sẽ bắt đầu ráp phần đế này lại với nhau. Để ráp phần đế thì các bạn lưu ý phần đế ở bên dưới, trong khi chúng ta ráp chúng ta sẽ để lên trên. Còn mặt đế ở bên trong giày thì khi ráp sẽ ở bên dưới. Chúng ta bắt đầu ráp từ chính giữa gót. Và sử dụng màu len là
màu của phần dày. Các bạn sẽ tạo mũi đầu tiên, lấy kim ra. Chúng ta sẽ đâm kim qua phần chính giữa của phần gót và lấy cả hai phần đế như thế này để chúng ta móc. Các bạn sẽ móc ráp bằng mũi trượt. Đâm kim qua cả hai phần đế và móc ráp. Các bạn móc mũi trượt cho đến hết. Còn cái phần sợi thừa này thì chúng ta sẽ móc dấu vào bên trong này. Các bạn thấy khi chúng ta móc thì cái phần sợi này sẽ nổi ở trên đây. Các bạn móc mũi trượt cho đến hết. Sau khi chúng ta ráp phần đế lại với nhau thì chúng ta sẽ móc lên phần thân dày. Phần thân chúng ta sẽ móc trực tiếp vào phần đế và các bạn đâm kim qua phần mũi trượt chúng ta vừa móc. Và xuyên qua phần đế dày bên này luôn. Các bạn sẽ móc 21 mũi đơn. Mũi đầu tiên mình sẽ đánh dấu lại. Sau khi móc 21 mũi đơn, chúng ta móc 6 mũi bính. Các bạn đếm bỏ qua 8 mũi không móc. Và móc 1 mũi đơn vào mũi thứ 9. Tiếp tục móc mũi đơn cho tới hết.
Như vậy hàng đầu tiên chúng ta sẽ có 21 mũi đơn, 6 mũi bính và bên này là có 22 mũi đơn. Chúng ta không kết hàng mà chúng ta sẽ móc tiếp vào phần mũi đã đánh dấu này luôn. Các bạn sẽ móc mũi kép. Hàng này chúng ta sẽ bắt đầu bằng mũi kép. Các bạn móc 4 mũi kép vào 4 mũi tiếp theo. Mình cũng đánh dấu mũi đầu tiên này lại. Móc mũi nửa kép vào 17 mũi tiếp theo. Các bạn sẽ móc mũi nửa kép vào trong 6 cái mũi bính này. Chúng ta sẽ móc tổng cộng là 6 mũi nửa kép ở đây. Các bạn móc tiếp mũi nửa kép vào 18 mũi tiếp theo. Bốn mũi cuối này chúng ta sẽ móc 4 mũi kép. Hàng tiếp theo chúng ta sẽ móc 4 mũi nửa kép. Mũi đơn.
một mũi nửa kép. Sau đó chúng ta sẽ móc giảm từ 2 mũi thành một mũi nửa kép. Các bạn lấy len ở mũi đầu tiên, sau đó tiếp tục lấy len ở mũi thứ hai và móc giảm thành một mũi. Tiếp tục móc giảm từ 2 mũi thành một mũi. Ở đây chúng ta sẽ móc 4 mũi trượt. Và tiếp tục móc giảm từ 2 mũi thành một mũi. Bên này chúng ta móc 2 mũi giảm thì bên này chúng ta cũng sẽ móc 2 mũi giảm cho kênh. Tiếp tục móc một mũi nửa kép. Và 13 mũi đơn. Bốn mũi cuối chúng ta sẽ móc 4 mũi nửa kép. Hàng tiếp theo chúng ta sẽ móc 3 mũi nửa kép. Này chúng ta sẽ giảm mũi từ 2 mũi nửa kép, chúng ta móc thành một mũi. Các bạn móc tiếp 10 mũi đơn. Và chúng ta sẽ móc giảm mũi bằng mũi nửa kép 8 lần. Các bạn lưu ý cái chỗ mũi trượt hồi nãy hơi khó lấy mũi, nhưng mà các bạn cố gắng. Sau khi giảm mũi 8 lần, chúng ta tiếp tục móc 9 mũi đơn.
một mũi nửa kép giảm. Và 3 mũi nửa kép ở 3 mũi cuối cùng. Hàng cuối cùng, chúng ta sẽ móc mũi trượt. Các bạn móc 14 mũi trượt. Sau đó chúng ta sẽ móc 7 mũi đơn. Và móc 14 mũi trượt cho tới hết. Sau khi móc xong thì chúng ta sẽ kết mũi bằng một mũi trượt. Và giấu sợi này vào bên trong. Mình sẽ dùng kim để giấu phần sợi này. Các bạn đâm kim vào những mũi mà các bạn muốn giấu. Sau đó các bạn xỏ cái sợi thừa này vào trong kim và kéo qua. Sau đó cắt cái đoạn thừa này đi. Như vậy là chúng ta đã xong phần dày. Các bạn có thể trang trí phần dày này bằng nơ hoặc là bông hoa hoặc là hạt cườm theo ý thích. Ở đây thì mình trang trí bằng bông hoa như thế này. Bông hoa mình sử dụng màu trắng. Các bạn có thể dùng màu tùy ý. Đầu tiên chúng ta móc 2 mũi bính và móc 6 mũi đơn vào trong cùng mũi bính đầu tiên này.
nối lại với mũi đầu tiên bằng mũi trượt. Móc lên hai bính. Và chúng ta sẽ móc vào phần chân mũi cùng với lại dây bính này. Các bạn móc hai mũi kép và một mũi nửa kép vào trong cùng một chân. Hai mũi kép. Một mũi nửa kép. Móc một mũi trượt vào mũi tiếp theo. Móc lên hai mũi bính. Và lại móc hai mũi kép, một mũi nửa kép vào cùng chân. Móc một mũi trượt vào mũi tiếp theo. Chúng ta cứ lặp lại như vậy cho tới hết. Móc lên hai mũi bính. Móc một mũi kép. Hai mũi kép. Một mũi nửa kép vào cùng một chân. Móc mũi trượt vào mũi tiếp theo. Chúng ta lặp lại cho tới hết. Tổng cộng mình sẽ được 6 cánh hoa. Chúng ta kết thúc giấu cái sợi ở bên ngoài này vào trong. Phần sợi thừa này các bạn cắt ngắn lại. Tiếp theo mình sẽ móc phần lá. Lá thì chúng ta móc 6 mũi bính. Bỏ qua mũi bính đầu tiên, chúng ta móc mũi trượt vào mũi bính thứ hai. Một mũi đơn và mũi tiếp theo. Một mũi nửa kép và mũi tiếp theo. Một mũi nửa kép và mũi tiếp theo. Mũi cuối cùng chúng ta sẽ móc 4 mũi đơn. Tiếp tục móc vào phía bên này hai mũi nửa kép. Một mũi đơn. Và một mũi trượt vào mũi cuối cùng. Chúng ta sẽ nối lại bằng một mũi trượt. Và kết thúc.
các bạn sẽ giấu cái sợi thừa này vào phía trong này. Chúng ta sẽ dùng keo để chúng ta dán. Các bạn lấy một chiếc nút áo để làm phần nhụy hoa. Chúng ta sẽ dán phần lá này trước. Và sau đó chúng ta sẽ dán phần hoa lên trên. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong chiếc giày hở mũi. Chúc các bạn thành công.